tờ thông báo mất tích năm 1997. Gã cha dượng Henry Bitte bị bắt ở Mexico vào tháng 9 năm 2017, một năm sau khi cô con gái cũng là vợ hắn Rosalind Jenis trốn thoát và liên lạc với cảnh sát. Năm 1997, Bitte đã bắt cóc Jenis từ trường học của cô ở Oklahoma để trả thù mẹ con người mà hắn có quan hệ vào thời điểm đó. Bitte đã đưa cô con gái của người tình tới Mexico, nơi mà hắn buộc cô phải kết hôn với hắn. Họ có với nhau 9 đứa con, sống chung trong một căn lều bẩn thỉu, không bị chính quyền phát hiện trong nhiều năm. Năm 2016, với sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng ẩn danh, Dân đã bỏ trốn cùng với 8 đứa con và tìm đến Đại sứ quán Mỹ. Hồi đầu năm 2019, Bitte đã bị kết tội bắt cóc và đang chờ quyết định về tội hiếp dâm. Trong khi đó, hắn phủ nhận những việc làm của mình là sai trái. Rosalind Jenis hiện 33 tuổi và đã trở về Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 19 tháng 11, Jenis nhớ lại giây phút mà cô được cứu. Lúc ấy chúng tôi đang ở trong cửa hàng tạp hóa với bọn trẻ. Khoảng cách tuổi tác và số lượng bọn trẻ khiến họ nghi ngờ có gì đó không ổn. Lúc ấy, chúng tôi cũng thiếu tiền trả và họ đã trả tiền giúp chúng tôi, cô nói. Họ hỏi nơi ở của chúng tôi. Henry là kiểu người luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng họ biết có gì đó không ổn. Vì thế, họ đã quyết định phải làm gì đó. Nếu cô có thể thoát ra được, tôi sẽ giúp cô, Jenis nhớ lại câu nói của người phụ nữ. Sau đó, Jenis đã đưa bọn trẻ ra ngoài mà không nói với chúng rằng họ đang chạy trốn. Tôi phải giữ bí mật cho tới khi tôi thoát khỏi Mexico. Chúng đã rất sốc. Nhưng chúng đã vượt qua, đặc biệt là những đứa lớn. Bà mẹ chính con cho biết, cô cũng không hề kể việc cô bị chồng mình bắt cóc và lạm dụng cho bọn trẻ nghe, bởi vì cô không muốn chúng lớn lên với sự thật đó. Anh ta đối xử với bọn trẻ như con vật. Lý do duy nhất mà chúng còn sống là vì còn có tôi ở đó. Bất cứ hình thức lạm dụng nào trên đời, hắn đều đã làm với tôi. Cô cũng tiết lộ rằng, trước khi bị bắt cóc một năm, Bitte đã lạm dụng cô khi còn đang có quan hệ với mẹ cô. Vì còn nhỏ nên tôi không thực sự biết điều gì đang xảy ra, cô nói. Năm 1997, mẹ cô đã chia tay với Bitte vì hắn đánh bà. Nhưng khi con gái bị bắt cóc, bà cũng chưa bao giờ chính thức lên tiếng về sự việc. Trước khi đưa cô sang Mexico, hắn đã đưa Jenis đi dọc nước Mỹ, sau đó giới thiệu với vợ mới của hắn cô là con gái. Ở Mexico, hắn đã cưỡng hiếp cô hằng ngày khiến cô sinh ra 9 đứa con. Jenis cho biết, mẹ con cô phải sống trong tầm kiểm soát của Bitte và không ai ở Mexico nghi ngờ gia đình họ. Tháng 6 năm 2016, cô chạy trốn cùng 8 đứa con và dùng một chiếc điện thoại công cộng ở thành phố Osaka để liên lạc với trung tâm trẻ em mất tích và bị bóc lột quốc gia. Sau đó, họ đã liên lạc với đại sứ quán để được đưa trở lại nước Mỹ. Khi bị bắt, Bitte nói rằng quan hệ tình dục giữa hắn và vợ là có sự đồng thuận.